Hello, xin chào các bạn, chào tất cả các em đã đến với cái series video clip thứ tư mà mình làm về hướng dẫn soi gục từ cơ bản đến nâng cao. Trong video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ lệnh line, là cái lệnh mà vẽ đường thẳng hoặc đoạn thẳng trong soi gục 2D. Đầu tiên mình vào cái thao tác Ctrl N, mình tạo một file mới. Anh em nhớ chọn vào cái tab là Training Template mà mình đã tạo, mình đã thêm vào trong video clip thứ ba nhé. Nếu mà anh em nào chưa coi được clip thứ ba cách thêm template vào thì nhớ coi lại cái clip thứ ba của mình. Anh em chọn cái bảng template mm, ấn OK. Rồi mình làm thao tác chọn mặt phẳng để vẽ sketch. Mình chọn mặt phẳng top, new sketch. Rồi mình sẽ đi vào tập trung vào cái phần là lệnh line này. Thì trong lệnh line mình có ba lệnh nhỏ: line, center line và midpoint line. Đầu tiên mình đi với lệnh line. Lệnh thông thường mình hay dùng với 99% là mình dùng cái lệnh này. Mình click chuột trái từng nháy một. Các bạn thấy khi mình click một lần rồi con trỏ chuột của mình nó vẫn còn dính theo một cái đường line như này, nó vẫn cứ đi hoài vậy cho đến khi mình click vào đúng điểm cuối nó mới hết. Hoặc là mình có một cách khác, mình ấn vào phím SC đây, mình click từng khoát, từng nháy. Mình ấn phím SC là Escape, là thoát cái lệnh này, thì nó cũng dừng lại cái lệnh, nó không đi theo con trỏ chuột của mình nữa. Rồi mình vào lệnh line tiếp. Nếu mà mình không muốn ấn phím Escape, mình chỉ sử dụng một tay thôi, mình sử dụng một tay phải thôi, tay cầm chuột thôi, thì mình sẽ dùng cái thao tác đó là double click vào chuột trái, hai nháy vào click vào chuột trái là được, double click thì lệnh nó cũng dừng lại ở đây. Rồi trong lệnh line này, nếu mà các bạn không muốn vẽ những cái đường, những cái đoạn thẳng liên tiếp như thế, các bạn muốn vẽ những cái đoạn thẳng riêng lẻ thôi, thì các bạn giữ chuột trái kéo từ điểm đầu đến cuối, giữ chuột trái và kéo từ điểm thứ nhất đến điểm thứ hai. OK, đó. Thì trong lệnh line mình sẽ lưu ý hai cái thao tác như này. Thứ nhất là click từng nháy một trong chuột trái, và muốn thoát lệnh thì mình ấn double click hoặc là SC, phím escape. Thao tác thứ hai đó là giữ nguyên chuột trái và dây chuột từ điểm thứ nhất đến điểm thứ hai, là vẽ từng đoạn thẳng một. Rồi phần tiếp theo là phần center line. Center line thì các thao tác của các bạn vẽ tương tự. Các bạn sẽ click double click để dừng lại này, hoặc là escape để dừng lại. Muốn vẽ một đoạn thẳng thì cũng vẽ y hệt. Thì cái điểm khác nhau giữa center line và đường line bình thường các bạn đã thấy ở trên màn hình rồi đó. Nó một cái đường là lát liền, một đường là lát đứt. Đó, một đường là đường gióng, một đường là đường để mình tạo ra cái hình học chi tiết. Thì thuộc tính của hai cái hình này nó sẽ khác nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là mình có chuyển tiếp từ cái đường liền này thành lát đứt được không? Câu trả lời là được. Thì khi bạn từ đường nét đứt này, các bạn chuyển thành nét liền, ấn vào đây. Các bạn click chuột trái vào đối tượng, chọn vào Construction Geometry, thì nó sẽ tự động trở thành đường nét liền. Và cũng làm ngược lại, click vào, chọn vào Construction Geometry, thì nó sẽ trở thành đường nét đứt. Tương tự. Thì vậy là cái lệnh thứ hai này mình cũng rất là ít là dùng. Bởi vì khi mình vẽ bình thường, mình chỉ cần vào cái lệnh thứ nhất thôi. Khi mà mình cần chuyển thành lệnh đường nét đứt ấy, thì mình sẽ chọn cái đối tượng và mình cho thành đường nét đứt. OK, rồi cái lệnh thứ ba đó là lệnh midpoint line. Thì lệnh midpoint line này trong hình học lớp 8 các bạn có học là trong một đoạn thẳng thì lúc nào nó cũng có một cái điểm gọi là trung điểm, đúng không? Thì khi mình vẽ, mình không vẽ từ điểm đầu và điểm cuối nữa, mà mình vẽ từ trung điểm vẽ ra. Ví dụ mình click vào góc tọa độ này, mình vẽ ra, thì các bạn cũng hiểu được cái cách vẽ, đúng không? Mình đầu tiên mình sẽ chọn cái trung điểm cho cái đường đoạn thẳng của mình, sau đó mình kéo nó ra. Rồi bây giờ nó cũng có một cái lệnh tiếp tục, nó đi theo với con trỏ chuột của mình, thì mình cũng click như bình thường, double click để thoát lệnh và ấn phím escape. Rồi mình cũng có thể cho nó thành hình nét đứt. Đó, các thuộc tính trong đường line nó giống nhau hết. Đối với cá nhân mình thì mình sử dụng
chủ yếu là lệnh line này. Nếu mà mình muốn biến thành đường nét đứt thì mình sẽ cho thành đường nét đứt. Cái cách mà lấy trung điểm thì mình sẽ liên quan đến cái mối liên hệ relation, những cái ràng buộc xong trong cái sketch 2D thì mình sẽ nói trong cái video clip sau. Video clip thứ 4 về lệnh line hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip thứ 5. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.